xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến chợ gọi là chợ Cái Răm. Chợ này thì nằm ở trung tâm Bãi Cháy. Nếu như mà các bạn đi du lịch thì cũng nên ghé qua chợ này, vì ở đây có rất nhiều hải sản tươi sống, bán thì giá rất là phải chăng, không phải là như các bạn nghĩ là chợ thì sát trung tâm du lịch thì họ thường bán với mức giá cao cho khách du lịch đó. Chính vì vậy thì mình cũng sẽ đi làm một cái clip này để giới thiệu cho các bạn về những mặt hàng ở chợ Cái Răm này. Giờ thì mời các bạn cùng đi theo mình. Ở phía trước mặt mình đây là bên ngoài của chợ Cái Răm. Đây bày bán rất nhiều hải sản như là cua này, sò này, có những cái con cá còn đang tươi và người ta phải sục bằng oxy. Như đây là cá song này các bạn này. Cá song này mình nghĩ là cá song nuôi, chưa chắc phải là cá tự nhiên đâu, vì là ở ngoài biển thì có rất nhiều cái lồng cá để nuôi hải sản, ghẹ này. Đấy, một số con cá như cá ba gai còn tươi này. Và đây là con ruốc. Hình như cũng có tên gọi nữa là con bạch tuộc. Tôm thì còn sống bơi nguyên. Ở đây thì hải sản đa số là hàng tươi sống, chứ không có, rất là hạn chế có hàng đông lạnh. Đây là con bề bề này các bạn này. Bề bề này thì luộc hấp hoặc là nấu bánh đa. Chỗ này thì là bán hoa quả. Giờ thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn là bên ngoài chợ Cái Răm, như dãy bên này này, họ bày bán như là chả mực giã tay, rồi hải sản. Cửa hàng rất là to, đa số thì hải sản ở chợ thì bán cũng như nhau thôi. Đây là ghẹ xanh này, ghẹ thì nhìn cũng chắc chắn lắm, không biết là bán bao tiền cân thì mình cũng chưa hỏi. Đây là cua. Đây là cửa hàng của anh ấy bán hải sản. Nếu như có dịp qua đây thì các bạn qua tham khảo và ủng hộ anh ấy mua hàng. Hải sản của anh ấy cũng toàn đồ tươi thôi các bạn ạ, cũng để sục hết. Đây như bè bè, cua này. Cua thì lạt rất là bé nhé các bạn nhé. Thường thì có một số quán bán buộc cái lạt của nó rất là to. Và đây các bạn biết đây là con gì không? Đây là con ngao hai cùi. Ở chỗ mình gọi tên là như vậy, còn chỗ các bạn thì mình cũng không rõ. Nếu mà còn tên gọi gì khác thì các bạn để dưới phần comment để cho mình học hỏi nhá. Đây là con hầu này, và sò huyết này, và sò gạo này. Đây mình nghĩ là đây là con sò gạo to, nhìn ngon lắm. Mình thì thích ăn con to. Sò thì mình cũng không nghiện lắm. Các bạn biết đây là con gì không? Đây là cái con hà ấy, và con hầu. Hai con này sẽ rất khác nhau. Có thời gian thì mình sẽ đi làm clip nói về con hà để giới thiệu các bạn. Con to thì là con gọi là con hầu. Hầu thì được tách ra từ con có vỏ kia ấy. Đây là con thưng. Chỗ mình thì gọi là con thưng. Thưng này thì nướng hoặc là nấu cháo. Đấy, cửa hàng hải sản của anh ấy. Giá thì mình nghĩ cũng như nhau thôi. Nhưng mà có dịp thì các bạn qua để ủng hộ, vì là người ta làm biển hiệu thì chắc chắn là người ta phải có những cái giá cả rất là phải chăng rồi. Ở đây có chị ấy đang bán con cá gì cho khách đây. Mình nhìn thì giống con cá rô mà cũng không biết là tên gì. Cá thì mình cũng không am hiểu lắm đâu. Không biết là có phải cá rô các bạn. Nếu như mà đúng thì hoặc là sai thì các bạn cho mình xin ở dưới phần bình luận nhé. Tiếp đến thì mấy chị bán hàng ở đây này. Có cá này thì cũng không phải là tươi sống, nhưng mà cũng còn tươi. Sống thì không phải. Đây thì có một số cô thì bán cái hải sản, nhưng mà bán bé ấy. Không phải là quán to thì người ta cứ bán. Nhiều khi cái mặt bằng mình cũng không có thì mình cứ bán ở ngoài này như này thôi. Còn những người ngồi trong góc như này thì họ đều bỏ tiền ra thuê mặt bằng. Ở đây thì cô bán rau củ quả. Hai bên thì cũng đều bán hải sản hết, vì là ở bên ngoài chợ các bạn ạ. Thì hai bên dãy vỉa hè thì cũng bán hàng.
Đây có các cô bán như là giò này, rau, cà chua, và đây là cũng là hải sản dọc hai bên, bởi vì Hạ Long thì là gần biển có hải sản. Đây là con móng tay này các bạn này, móng tay này xào rất là ngon, ngao. Và bên này nữa cũng là mực, nhưng mà là mực khô, bên này chỉ bán đồ khô. Tiếp đến bên này là rau này, hải sản này, đấy rất là nhiều. Mình thì cũng không phải là tín đồ hải sản, nhưng mà nhìn thấy đi chợ như này là mình cũng thích, vì là thích ngắm những con cá rồi con hải sản. Đấy, đây là các bạn biết con gì không? Đây là con cá bống. Còn cá gì đây thì mình cũng không rõ. Chị này thì bán con tôm. Tôm này thì về rang lên nấu canh, hoặc là mình có thể là chế biến nấu ăn sáng. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi vào trong chợ. À, chị này đang bán con cá chim các bạn ạ. Chim này là chim trắng ấy. Có thời gian mình đi câu cũng câu con này đấy, cho nên là cũng mình nghĩ là con cá chim mới là cá câu đấy. Đây, đây là chợ Cái Răng, cổng số 1. Anh này đang bán con số đồ nước ngọt, có cả nước mặn. Bây giờ thì tiếp tục đi vào bên trong chợ Cái Răng thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Nếu như đi du lịch ở khu Bãi Cháy thì các bạn cũng ghé qua chợ này, vì ở đây cũng có rất nhiều hải sản, cũng là một cái chợ to của khu du lịch đây các bạn ạ. Nên nếu như mà đi mua hải sản thì vào đây cho nó gần. Nhiều khi thì các bạn cứ muốn đi sang bên chợ Hòn Gai thì nghĩ là mua đồ nhiều hơn, nhưng mà ở trong này thì cũng không thiếu đâu. Ở đây cũng có tàu người ta cập vào bến này để bán hải sản cho chợ ở đây. Nên mình sẽ làm cái clip để giới thiệu với các bạn sau. Trong chợ rất là rộng, mặt hàng thì rất là phong phú, bán thịt rồi bán cá, rau củ quả có hết. Giờ mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng quanh trong chợ xem trong này thì có những mặt hàng nào bán. Ở đây bây giờ thì không phải là mùa khách du lịch, ra cái lượng khách không có nhiều nên nhìn chợ cũng vắng. Mình thì làm du lịch nên mình cũng biết tất cả các khu du lịch thì đều phụ thuộc vào khách, nếu như mà khách du lịch nhiều thì chợ mới đông được. Đây, đây là con hàu này. Anh ấy đang phân loại ra con to con bé để bán với giá cả khác nhau. Các bạn biết đây là con gì không? Con này là con tu hài. Đây con móng tay này. Hàng thì tươi sống nhưng người ta phải sục, sống nguyên đấy, chứ không phải là sục như vậy là để đánh lừa khách hàng đâu. Các bạn nhìn thấy vẫn còn sống. Đây con ruốc này thì chết rồi này. Con mực cũng thế. Đây là mực mai. Đây, đây là con ruốc. Ruốc này là ruốc chân dài thì phải. Đấy, mực này thì không còn tươi nữa rồi, đã chết rồi. Tôm cũng thế, bè bè thì còn sống. Bè bè thì thường thì hấp lên, hoặc là chế biến món gì khác thì mình cũng không rõ, mình thì chỉ được ăn mỗi món hấp. Đấy, tôm hùm đây các bạn. Tôm hùm còn sống nhá. Phải sục liên tục để lấy oxy cho nó, kể cả ghẹ cũng thế. Bè bè rồi tôm đều phải sục liên tục, không thể nào ngắt ra là nó thiếu oxy, nó sẽ chết. Không vắng khách nhưng là mỗi chị cầm một cái điện thoại lướt xem trên mạng đọc báo hay là gì đấy, nhiều lắm, ghẹ rất là nhiều. Ở đây thì mặt hàng chợ thì nó cứ chung chung ấy, tôm cua cá ghẹ. Giá thì mình nghĩ là cũng các bạn đến thì cứ tham khảo, đi thì cứ thoải mái lựa chọn thôi. Đây là con ngán này các bạn này, ngán đặc sản Quảng Ninh đây, ngán hấp này, còn nấu canh này, nấu cháo rất là ngọt. Ngán thì ngon rồi, ngán là đặc sản ở Hạ Long rồi. Đấy, đây là con cù kỳ, các bạn thấy càng to. Thường thì cù kỳ thì mình thấy ăn được mỗi hai cái càng thôi các bạn ạ, càng thì nó mới to, chứ cái mình của nó không được bao nhiêu thịt đâu. Ngao hai cùi này, sò,
chị này đang nhặt ốc hương. Đấy, lại đi một vòng quanh chợ nữa, khu vực bên này thì bán cũng hải sản. Các bạn thấy không? Hải sản toàn tươi sống nên toàn càng phải sục. Cua này là lạt rất là bé đấy các bạn ạ. Nhiều quán bán cái lạt cua to mà một cân cua thì đã đến 4 lạng lạt rồi. Con này gọi là con bản mai này, cua này. Đấy, con thưng này đã nằm sạch rồi. Về chỉ việc hấp lên thôi, rửa qua này hấp, ghẹ thì tươi sống. Con tu hài này. Đấy, ghẹ này. Đấy, con này con cá song các bạn này. Song này nấu cháo hoặc là hấp. Đầu thì nấu canh chua. Mình thì hấp, nấu cháo hoặc là cũng thể ăn sashimi. Mình thì cũng chưa được thử ăn món đây sashimi cá song bao giờ. Cũng là có dịp thì nhất định phải thử. Đấy, mấy chị đang bóc tôm để bán cho khách vì nhiều khách có yêu cầu bóc sẵn. Đây các bạn thấy lạ không? Con này gọi là con ốc. Mình cũng không rõ là con ốc gì nữa. Đây là con ốc đá này. Bên này thì bán nhiều ốc với lại con thưng. Quanh chợ các bạn thấy không? Hải sản rất nhiều. Đặc biệt là đến Hạ Long thì không thể bỏ qua món chả mực các bạn nhé. Và trong chợ này có rất nhiều các cửa hàng bán chả mực nằm sát nhau. Thường thì sẽ chế biến tại chỗ. Đây là cái chả mực đã rán sẵn rồi đấy. Rất nhiều chả mực cửa hàng để các bạn lựa chọn. Giá cả thì có ghi trên đây này, ghi rõ ràng luôn này. Đấy, chả mực đây. Mọi người đang làm chả mực trực tiếp đấy. Làm ở tại đây luôn và rán ở tại đây luôn. Cho các bạn muốn lấy bao nhiêu thì lấy, cũng đều đáp ứng đủ hết. Dọc ở đây thì bán chả mực rất là nhiều. Miếng nào mình lấy nhìn cũng hấp dẫn lắm. Hôm nào mình sẽ lại đi làm một cái clip nói về chả mực để các bạn yên tâm khi đến đây. Ở đây thì cũng rất nhiều nhà làm chả mực có thương hiệu, có tiếng các bạn ạ. Ở chợ Cái Răm thì nhiều lắm. Nhiều nhà làm rất là ngon. Quay ra đây lại là hàng cá. Mấy chị ở chợ rất là vui tính nhá. Gặp mình thì cũng muốn chào các bạn nữa. Nếu như mà có dịp thì qua đây để tham khảo hải sản của chị ấy. Con này vẫn là con thư. Mình thì thích ăn con này nướng mỡ hành, ăn rất là ngậy. Mà con to quá thì hơi dai. Đây số điện thoại và cái đây là số cửa hàng ấy. Cá này là con cá rìa này các bạn này, rìa to lắm. Con này cũng to bằng hơn bàn tay của chị đấy. Thường là đi câu được, cá này là đi câu, cua, lạt rất là bé. Cái lạt buộc các bạn ạ, bé, ghẹ còn sống nguyên. Đấy, dây, ghẹ này về hấp lên thì rất là ngon. Nói chung là ở Hạ Long thì chợ Cái Răm thì hải sản thì cũng không khác gì ở chợ Hạ Long 1 các bạn ạ. Nên là các bạn có thể ở khu vực này gần hơn thì mình ra chợ này để tham quan. Bây giờ mình cũng xin phép tạm dừng cái clip này ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo. Mình sẽ làm những cái clip để giới thiệu về Hạ Long cho các bạn khi đi du lịch đỡ phải bỡ ngỡ và có những cái thông tin tốt khi mình đến Hạ Long du lịch. Nếu đến Hạ Long thì các bạn có cần một cái sự giúp đỡ gì đấy về thông tin du lịch hoặc là thông tin ở Hạ Long thì các bạn cứ liên hệ với mình. Mình biết gì mình sẽ góp ý cho các bạn để làm sao các bạn có một kỳ nghỉ ở Hạ Long thật là vui vẻ. Bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng.